Người đâu? Sợ cô ta không nghe thấy à? Dừng tay. Thánh nữ không chỉ xinh đẹp, võ nghệ cũng hơn người. Vậy thì tôi xin được vinh hạnh thử tài. Kẻ nào dám nói con gái không có tài mới là có đức. Tôi thích người giống cô, ca hát giỏi, võ nghệ cao cường. Tới đây, trói lại cho tôi. Đồng chí Lão Điền. Xin chào mọi người. Đúng rồi, tôi còn quên chưa nói chuyện này với anh. Trên đường tới đây, tôi phát hiện ra một số kháng thạch hiếm. Tôi suy đoán ở khu vực núi này có mỏ khoáng khổng lồ đó. Được rồi giáo sư, mấy cái này sau này chúng ta nói tiếp. Chỗ tôi như cháy nhà tới nơi rồi. Anh giúp tôi giải quyết vấn đề cấp bách trước đã. Có chuyện gì mà sốt ruột quá vậy? Ngay hồi nãy ở phòng điện tính xảy ra sự cố, phải nhờ anh qua đó xem thử. Được. Đội trưởng, cái loại thánh nữ gì vậy? Chơi cái chiêu dơ gì đâu? Ác quá trời. Không ác. Nếu ác thì cô ta đã giết chúng ta luôn rồi. Tốt. Các anh em bắn hay lắm. Xông lên. Tổ bộc phá. Xông lên. Rõ. Yểm hộ. Tiểu đoàn trưởng, nói với mẹ tôi làm anh hùng rồi. Tiểu đoàn trưởng Lưu, có. Đánh trận kiểu gì vậy? Thương vong lớn quá, hết cách rồi. Đụng phải kẻ thù lì lợm. Pháo của cậu đâu? Ở đây núi cao đường dốc, pháo rớt xuống đằng sau.
như vậy cũng không được đánh trực diện. Thời hạn đánh chiếm giả tam quan cấp trên cho tôi chỉ còn nửa tiếng thôi. Phải đánh trực diện. Thủy tử, ống bộc phá, rõ, sóng lên. Quả lực yểm hộ. Thủy tử, hay trung đoàn trưởng bắn. Có chuyện gì? Báo cáo tư lệnh, đỉnh núi xuất hiện quân cộng, có mấy trăm người, bọn họ còn có pháo nữa. Công sự trên đỉnh núi đều bị bọn họ phá hủy. Đúng, cố gắng hết sức chiến đấu, rõ. Đội trưởng hai, đi, đi theo tôi. Các cậu theo tôi, rõ. Sông lên. Cừu kiến quân nghe theo lời xúi dục của Thôi Khải, tập hợp lực lượng tàn dư của quốc dân đảng ẩn nấp ở huyện Ngũ Phong và bọn thổ phỉ ở 10 huyện giáp biên giới tương ngạc, thành lập quân chống cộng cứu nước, tổ chức cuộc bạo động chống cách mạng chấn động ngạc Tây, nhằm mục đích mượn chuyện này để thực hiện kế hoạch thâu tóm đại lục của Tưởng Giới Thạch. Quỳ xuống. Quang Phong Tiêu Chu. Ông già chết tiệt này, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay phải không? Trước đây ông cùng bọn họ chia đất đai của chúng tôi, giết chết lão thái gia nhà chúng tôi. Hôm nay tôi muốn trả mọi hận thù, dùng mạng của ông để cúng tế lão thái gia nhà chúng tôi. Súc sinh! Mày là kẻ khốn kiếp, ông trời sẽ không tha cho mày. Người đâu? Có. Kéo ra ngoài bắn chết hết cho tôi. Rõ. Đi, bảo lên, đi. Chính quyền nhân dân huyện Ngũ Phong. Người đâu? Có. Mau chặn cửa sau cho tôi, không được để người nào chạy thoát. Rõ. Đội trưởng hai, có. Bắt những kẻ vận động cải cách ruộng đất cho tôi. Tôi muốn dùng đầu của bọn họ để tế lão thái gia của tôi. Rõ. Xông lên. Chính quyền nhân dân huyện Ngũ Phong, chạy đi, chạy đi. Bên đây, bên đây. Mau chạy đi. Xông lên. Mau chạy đi. Chạy nhanh lên. Giết người rồi. Chạy đi. Dạ rõ. Thổ phỉ đang bao vây chính quyền huyện Ngũ Phong. Tập hợp đại đội trinh sát, lập tức xuất phát. Rõ. Đoàn công tác phía Nam. Cụm từ này nghe có vẻ rất mới. Nhìn bộ dạng các người, tôi đoán các người là thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu. Nhưng mà chỉ cần các người viết giấy ăn năn hoặc là chửi mắng đảng cộng sản 3 tiếng, tôi sẽ tha cho các người.
Thấy thế nào? Đừng có mơ. Đồ khốn kiếp. Tiến về phía trước. Hai người các cô đều rất xinh đẹp, còn rất trẻ mà đã chết rồi. Thật đáng tiếc đó. Tiếc dữ lắm. Tôi thấy hai người các cô nên đi theo tôi. Thấy thế nào? Súc sinh. Người đâu? Có. Dẫn hai người họ vào phòng để các anh em giải trí. Nói với các anh em phải làm nhẹ nhàng thôi. Rõ. Chính quyền nhân dân quyền Ngũ Phong. Trung đoàn trưởng, đi, đi. Cởi trói cho họ. Rõ. Báo cáo, phát hiện đường hầm ở sau nhà. Có thể bọn chúng chạy trốn rồi. Đuổi theo. Rõ. Đồng chí, anh ở đơn vị nào? Anh tên gì? Đi mau. Trung đoàn 183, Liêu Chí Cương. Tôi nhớ anh rồi. Trung đoàn trưởng Liêu, hô báo cáo. Báo cáo. Nói đi. Cấp trên thông báo radar phòng không của chúng ta do được máy bay lạ đang bay về khu vực chúng ta. Tới trạm quan sát. Trung đoàn trưởng, nhìn bên kia. Máy bay chở hàng C-47 của Mỹ không có số hiệu gì hết. Chắc là bay từ Đài Loan tới đây. Anh có chắc không? Đi, thông báo tham mưu trưởng. Có một chiếc máy bay bay qua khu vực của chúng ta. Chuyển trạng thái chiến đấu cấp 1. Tất cả tập hợp ở phòng tác chiến. Rõ. Tụ Nghĩa Thính. 3 4 5 6 7 Đơn Quan Hòa, đặc vụ Cục Bảo mật Quốc dân Đảng, biệt danh Đầu Tương Tư. 8
Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Đi, gọi điện cho Tôn Hỷ, kêu cậu ấy tập hợp đại đội trinh sát, tôi sẽ tới đó ngay. Rõ. Tù Nghĩa Thính. Đại đương gia, sét đánh giữa ban ngày là điềm không lành. Lửa cháy ở đỉnh núi Sư Tử chắc chắn có chuyện. Tôi đi coi thử. Không cần, tôi đi. Dương Phi Hổ, trại chủ Lăng Dân Trại. Có chuyện gì? Chủ nhiệm Lưu, trung đoàn trưởng nói một chiếc máy bay của địch bị rơi. Đại đội phó, cậu dẫn đại đội trinh sát tới thẳng núi Sư Tử. Rõ. Hỷ Tử, có. Cậu qua đây, theo tôi. Rõ. Xuất phát. Rõ. Chuẩn bị xuất phát. Rõ. Tư lệnh. Tư lệnh, tư lệnh, máy bay bị rơi rồi. Nói lại lần nữa, tôi tận mắt nhìn thấy máy bay nổ rồi bị rơi. Không thể nào, hoàn toàn chính xác. Vậy cậu còn đứng đó làm gì? Lập tức phái người đi tìm cho tôi. Nhất định phải tìm thấy đặc phái viên và văn kiện tuyệt mật trên máy bay. Tất cả những người trên máy bay, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ. Đại đương gia, cái này có phải là máy bay không? Trước đây nhìn thấy trên trời, lần này được nhìn gần rồi. Trộm tóc, dẫn hai người đi coi thử. Dạ, hai người theo tôi, đi. Trong máy bay có mấy người? Hình như chết hết rồi. Còn gì nữa không? Cụ thể tôi không rõ. Hay là anh đích thân đi coi thử đi. Các anh em, đi. Đại đương gia, nhiều đồng hồ quá. Nó là gì kệ nó, đem hết về là được. Các anh em, cái gì khiêng nổi thì khiêng, không khiêng nổi thì tháo ra rồi đem về. Dạ, mau lên. Nhanh lên, các anh em ơi. Đại đương gia, coi thử đây là cái gì. Tốt lắm. Đây là đệm ngồi bệt. Ngồi lên nó sẽ đỡ ê mông. Kiểu dáng rất đẹp, thêu cũng rất tinh xảo. Mềm quá. Cầm đi, đem về cho mẹ tôi. Dạ, được rồi. Phó quan thôi, có cần về gọi thêm người không? Đồ ngu. Cậu về gọi thêm người, bọn họ chắc chắn sẽ rời khỏi đây rồi. Chuyện cần làm nhất bây giờ là phải tìm kiếm văn kiện. Máy bay nổ tan tành. Sao anh biết? Văn kiện tuyệt mật chưa bị tiêu hủy. Nó là văn kiện tuyệt mật. Tất cả văn kiện tuyệt mật sẽ được để ở cặp văn kiện phòng cháy nổ, không dễ dàng cháy được. Chúng ta phải tìm thấy nó. Giám sát chặt chẽ cho tôi. Rốt cuộc đánh hay là không? Đám thổ phỉ Lăng Dân Trại rất đông. Đừng đụng vào bọn chúng. Giám sát đã, chờ cơ hội mới ra tay. Đại đương gia, coi đi, cái cặp này không mở ra được. Cầm. Đúng là sợ chuyện gì lại gặp chuyện đó. Khóa chặt quá. Trong này chắc chắn có báu vật.
Về sơn trại chắc chắn mở nó ra. Được, tôi đi tìm tiếp. Được. Thiết đản có. Lại đây. Dạ. Giữ kỹ cho tôi. Nếu như để mất tôi lấy mạng cậu. Yên tâm đi đại đương gia. Nhìn thấy tên thổ phỉ cầm cặp không? Giám sát hắn chặt chẽ. Dương Đông kích tay. Cho bọn chúng tản đi rồi ra tay. Rõ. Hành động. Đại đội phó một. Còn bao xa nữa tới đỉnh núi Sư Tử? Báo cáo còn 1 km nữa. Được, truyền lệnh của tôi. Kêu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Chủ nhiệm chúng tôi còn đi nổi. Tới nơi rồi nghỉ ngơi, đừng nói nhiều. Kêu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, kiểm tra súng. Chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Rõ. Nghỉ ngơi tại chỗ, kiểm tra súng. Đại đương gia, bên kia có một người còn thở. Người còn thở. Khiên qua đây. Mau lên. Đại đương gia, tôi thấy người này sắp mất rồi. Bắn chết hắn đi. Đầu cậu dùng để làm gì vậy? Làm cái bô à? Nhìn quần áo của người ta đi. Nhìn là biết lãnh đạo cao cấp. Chắc chắn đổi được rất nhiều vàng. Các anh em khiêng về sơn trại. Khiêng đi, khiêng đi. Cán tử. Đại ca chuyện gì? Dẫn mấy anh em qua bên kia tiêu diệt bọn chúng. Dạ đi. Những người khác theo tôi. Trung đoàn trưởng, những người này có khi nào là đơn vị anh em hoặc là công an địa phương không? Cậu ngu quá. Trong phạm vi mấy chục dặm chỉ có một đơn vị của chúng ta. Nếu là công an địa phương sao có thể tùy tiện nổ súng? Mẹ nó, có giỏi thì đừng trốn. Tiểu Miêu, dạ. Dẫn mấy anh em đi tìm bọn chúng. Dạ, theo tôi. Các anh em, đi. Nhìn thấy chưa? Đuổi theo kẻ cầm cặp văn kiện đó. Cướp được về rồi tính. Dạ rõ, đi. Muốn bắn lén à? Không trượng nghĩa chút nào hết. Quân cộng là sĩ quan à? Mắc sống cho tôi. Hạng thiếu quân, trưởng ban, ban an ninh chính trị ty, công an tỉnh. Đại đương gia, bên đó không tìm thấy ai. Đại đương gia, bên đó cũng không tìm thấy ai. Sao lại không tìm thấy? Không để ma nổ súng. Giữ kỹ đồ cho tôi, về sân trại tôi tính. Dạ. Mau. Chúng ta đã lấy được đồ quan trọng nhất rồi. Chờ lát nữa bọn chúng đi xa, chúng ta tới chỗ máy bay kiểm tra một lần nữa. Nhất định phải khiêng tất cả thi thể về. Rõ. Báo cáo. Phát hiện đơn vị quân cộng ở phía trước. Cái gì? Quân cộng? Có bao nhiêu người? Có mấy chục người. Ít nhất là một đại đội. Ở đâu? Ở dưới sườn núi. Cách chỗ này chưa tới 200 m. Chia nhau ra. Mau. Đi.
Anh gì ơi, sáng sớm đi đâu vội vàng vậy? Chúng tôi là người của Lăng Dân Trại, người nhà chúng tôi bị bệnh, xuống núi tìm thầy thuốc. Người nhà bị bệnh à? Không cần xuống tìm thầy thuốc đâu, chúng tôi là thầy thuốc, không cần. Chúng tôi tình cờ gặp sao dám làm phiền chứ? Đừng nói như vậy, quân giải phóng chúng tôi phục vụ nhân dân. Đồ nặng lắm phải không? Tôi vác giùm anh. Không cần. Dừng tay. Có chuyện gì? Trưởng quan, chúng tôi là người miền núi, chúng tôi rất quan nghênh quân giải phóng. Anh coi trưởng quan này không cho chúng tôi đi. Nghe các anh tới đây, mọi người trong sân trại đều vui mừng, đều hô lớn đảng cộng sản muôn năm, quân giải phóng muôn năm. Nhưng mà anh coi, được được, người anh em bình tĩnh. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, không được nóng nảy, nóng nảy sẽ mắc sai lầm. Anh nói gì? Người anh em, chúng tôi là quân giải phóng đóng ở đây, hôm nay chúng tôi đi tuần tra, không sao. Khoan đã, Lưu Thế Dĩ, anh có mắt như mù à? Anh có bao giờ anh nhìn thấy người miền núi đi qua núi cao ăn mặc chỉnh tề như vậy không? Không phải Tôn Hỷ có lục soát rõ. Khoan đã, trung đoàn trưởng, tôi bắt buộc phải nhắc nhở anh. Anh phải để ý tới 3 quy định 8 điều chú ý của đơn vị chúng ta và chính sách dân tộc của đảng ta. Những điều và chính sách dân tộc đối với thổ phỉ và thế lực phản động Quốc dân đảng, anh nói là chính sách dân tộc sao? Nhưng người ta, trưởng quan, tôi thấy anh là người hiểu chuyện. Chúng tôi thật sự là người miền núi, tất cả mọi người đều có thù với thổ phỉ. Thật đó. Đây, đúng đó. Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Anh không được cố chấp nữa. Anh cố chấp nữa chắc chắn mắc sai lầm. Người anh em, không sao, đi đi. Cảm ơn trưởng quan. Đi đi, đứng lại. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, đừng kéo tôi. Người dân và thổ phỉ đâu có giống nhau. Người dân cái gì, buông ra. Trung đoàn trưởng, lần này Hạng thiếu quân chấp hành mệnh lệnh tới trung đoàn 183 để phối hợp với họ triển khai kế hoạch chống đặc vụ. Mau lên, mau lên, coi chừng. Hỷ tử. Dạ rõ. Các đồng chí, xông lên, đừng xông lên. Ở tại chỗ cảnh giới. Đừng lo lắng, có hỷ tử rồi. Trung đoàn trưởng, lấy được rồi. Giỏi lắm. Chủ nhiệm Lưu, người dân bình thường đây à? Bộ của đảng Cộng sản đã lên núi mấy lần rồi, còn nói về chính sách dân tộc của họ. Lăng Dân Trại chúng tôi trải qua mưa gió hơn trăm năm. Dù là hoàng đế năm xưa hay Quốc dân đảng đều phải nhường chúng tôi mấy phần. Tóm lại là tôi không cần biết Quốc dân đảng với đảng Cộng sản gì hết. Chỉ cần tôn trọng tôi thì tôi sẽ tôn trọng lại. Tất cả đều là tổ tiên dạy đó. Tránh xa khỏi chính trị, chỉ cần lo cho cuộc sống của mình là đủ. Đại đương gia, cái khác tôi không dám nói. Nhưng tôi biết đảng Cộng sản ghét nhất là người có tiền. Bọn chúng đứng lên vì đám người nghèo. Anh phải cẩn thận, có ngày trúng kế của chúng. Đủ rồi.
Nói nhảm như vậy làm gì? Cậu nói muốn đi theo chúng tôi, có bản lĩnh gì? Người anh em, ba viên đạn rớt sáu cây nến, một hòn đá hai chim, cũng giỏi thật đó. Cậu tên gì? Lương Trụ Tử. Lương Trụ Tử, tôi ghét nhất là những kẻ chỉ biết nói miệng. Cậu có bản lĩnh như vậy thì ở đó nói nhảm nửa ngày làm gì? Tôi có thể nhận cậu. Còn không mau bái kiến đại đương gia. Dạ, bái kiến đại đương gia. Còn chưa vội bái kiến, chúng tôi còn phải thử sức cậu. Tuy cậu mới thể hiện một phần, nhưng quy tắc là quy tắc, phải làm cho đúng quy trình. Cậu thấy sao, người anh em? Tất cả nghe theo đại đương gia. Bắt đầu. Các anh em, xin lỗi nha. Người anh em võ nghệ khá lắm. Các cậu đông như vậy đánh một người, để truyền ra ngoài mất mặt chúng ta. Xin lỗi nha. Như vậy là tôi có tư cách trở thành người của Lăng Vân Trại rồi. Cứ bình tĩnh. Còn một chuyện nữa cậu cần phải làm. Mời nói rõ, bắt người về. Được chứ? Được. Bây giờ tôi đi, dẫn theo mấy anh em nữa. Dọc đường có người giúp đỡ. Cảm ơn đại đương gia. Người anh em, đại đương gia chúng ta thích đàn bà không? Đàn ông có ai mà không thích đàn bà? Tốt, vậy chọn cô ta. Canh chừng con nhỏ trong tiệm thuốc cho tôi. Tôi đi một vòng coi tình hình thế nào. Ông chủ tôi hút thuốc, cô cần gì? Theo trong đơn này. Được. Cái gì vậy? Lựu đạn, mau chạy đi. Mau lên, chạy đi. Tự nhiên lựu đạn ở đâu chạy ra vậy? Người đâu? Tới dập lửa đi. Ah!
Đi bên này. Người anh em, sao phải đi con đường này? Bên này xa hơn đó. Cậu không thấy con nhỏ này là quân cộng mà. Mau thả người ra. Đại đương gia đã có quy định từ trước không thể bắt người đi lính. Bây giờ có thả ra cũng đã chọc giận quân cộng rồi. Đem về nơi an toàn rồi tính tiếp. Xảy ra chuyện gì? Hạ Tục Nghi bị bắt cóc rồi. Bị bắt cóc? Bọn chúng muốn chết à? Chia ra đi tìm. Đi. Đi mau. Vậy làm sao ăn nói được? Chúng tôi nhìn thấy rồi. Sẽ làm chứng cho anh. Đúng đó. Đi mau. Đi mau. Bác sĩ Hà. Bác sĩ Hà. Không sao chứ? Không sao. Tìm đầu gỗ Thùy Phúc Sương. Đại hạn. Bọn chúng trốn trên này bắn lén. Xảy ra chuyện gì? Nói đi. Đụng độ hai người mặc quân phục. Bọn họ là cao thủ. Bọn họ chỉ đánh mấy cái đã hạ gục được anh em chúng tôi. Còn có hai người anh em bị đánh chết. Có hai người anh em bị đánh chết. Hai quân nhân đó ở phe đỏ hay phe đen? Dĩ nhiên là phe đỏ. Bây giờ quốc dân đâu dám ra ngoài ban ngày. Đừng nói gì nữa. Lấy vũ khí tính sổ với bọn họ. Đại ca bớt giận. Chuyện này có nguyên nhân. Nguyên nhân của chuyện này là do chúng tôi gây sự trước. Tôi nói gì với các cậu? Tôi nói với các cậu không được gây sự với đảng Cộng sản. Không được kiếm chuyện với đảng Cộng sản. Coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai phải không? Quên quy định của Lăng Dân Trại rồi phải không? Đại đương gia, người nào làm người đó gánh. Chuyện này do tôi gây ra. Cùng lắm một mạng đền một mạng. Mạng của cậu không đáng gì. Lương trụ tử, Lương trụ tử. Cậu chưa gia nhập trại đã gây chuyện lớn rồi. Tôi thấy cậu cố ý làm cho chúng tôi trở thành kẻ địch của đảng Cộng sản. Bắt hắn cho tôi. Đại ca bất giận. Anh Lương đúng là làm theo lời dặn của đại ca. Nhưng không ngờ dọc đường xuất hiện Trình Giáo Kim. Hai tên quân nhân đó võ công cao cường. Nếu anh Lương không gắng sức chống cự, anh em chúng tôi không về được rồi. Đúng, nếu như anh Lương không dẫn chúng tôi chạy, hậu quả rất khó lường. Đại đương gia, tôi thật lòng thật dạ muốn đầu quân cho anh. Lòng trung thành của tôi, trời đất chứng giám. Lương trụ tử, tôi nể tình rất nhiều anh em của tôi cầu xin cho cậu. Tiệm mì Lê Ký, Hỷ Tử, trung đoàn trưởng, chỗ cậu sao rồi? Không tìm thấy vị trí gửi điện báo của kẻ địch. Kẻ địch rất nham hiểm. Bọn chúng không gửi điện báo liên tục, cho nên tín hiệu lúc có lúc không. Nhưng xe dò tìm về cơ bản đã xác định được phạm vi. Bây giờ thời gian gấp rút. Như vậy đi, phái hai người tới vị trí cao quan sát. Đặc biệt là anten bên ngoài phải kiểm tra thật kỹ. Rõ. Trung đoàn trưởng, khu vực này có rất nhiều con đường nhỏ. Xe dò tín hiệu không chạy vào được. Đi bộ thì tốc độ sẽ chậm hơn. Không chạy vào được cũng phải tìm. Tìm từng nhà cho tôi. Nhất định phải nhanh. Rõ. Xuất phát. Trả tiền cho chúng tôi. Trả tiền đi. Đại hội đấu tố. Được rồi. Bà con bình tĩnh. Ngồi xuống đi. Thưa bà con, bà con nói rất đúng. Nói rất hay. Bây giờ chúng ta bắt hắn ở trước mặt quân giải phóng. Muốn nói cái gì, nói cái đó. Tiền hắn nợ chúng ta, phải trả lại, có được không? Được. Có nợ đòi nợ, có quan kêu quan. Có được không? Được. Tiệm sườn xám Kỳ Linh. Hành động. Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau lên đi. Mau lên. Chết bây giờ, chạy mau. Chạy mau. Hỷ Tử, cậu đi đâu vậy? Bên đó có chuyện rồi. Vậy cậu qua đó làm gì? Lỡ như đây là kế điều hổ ly sơn thì sao? Tiếp tục tìm. Rõ. Hai người các cậu qua đó coi thử. Rõ.
Đi mau, 6 người các cậu theo tôi. Rõ, đi mau. Đại hội đấu tố. Quay lại đi. Mọi người bình tĩnh, quân giải phóng tới rồi, đừng chạy nữa. Mọi người đừng sợ, quay lại đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Trung đoàn trưởng đích thân tới đây, chắc chắn có chuyện quan trọng thông báo cho chúng ta. Chúng ta chào đón trung đoàn trưởng. Được. Mọi người ngồi xuống đi. Ngồi đi, ngồi đi. Cứ ngồi thoải mái. Tôi nói cho mọi người nghe, lúc nãy có mấy tên thổ phỉ từ trên núi xuống, chúng tôi đuổi tới chỗ này. Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ sớm bắt được bọn chúng. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mọi người. Hay, hay lắm. Tôi là quân nhân, tôi không biết nói những lời kiểu khẩu hiệu, chỉ nói một câu thôi. Chúng tôi chắc chắn canh gác chặt chẽ khu vực này. Phát hiện một người xấu, bắt một người. Phát hiện một đám, bắt một đám. Đảm bảo không để bọn chúng phá hoại cuộc sống mới của mọi người. Hay lắm. Mọi người họp đi. Đi. Ở đây duy trì trật tự. Mọi người họp tiếp đi. Trung đoàn trưởng Liêu đang tìm người phải không? Có ai ở phòng này không? Tôi cũng không biết. Đại hội đấu tố của các anh rất hay. Tiếp tục đi. Cảm ơn. Trung đoàn trưởng, chú ý những người cầm vali hoặc cầm cặp. Kẻ địch đem điện đài bỏ trốn rồi. Cái gì? Còn nữa, kiểm tra tất cả xe. Phải kiểm tra thật kỹ. Rõ, nghe rõ chưa? Chấp hành, rõ. Hỷ tử bên này, rõ. Tránh ra. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại cho tôi.
Tôi tới đó để bán hàng. Đây là hàng của tôi. Tôi là người tốt. Hỷ Tử, trung đoàn trưởng, có chuyện gì? Là người bán hàng. Tôi là người tốt. Đồng chí quân giải phóng đừng nổ súng. Xin lỗi, cậu đi được rồi. Cảm ơn, cảm ơn hai người. Trung đoàn trưởng, để tên khốn đó chạy thoát rồi. Vậy phải làm sao? Tập hợp mọi người về doanh trại. Trung đoàn trưởng, để tôi đi tìm hắn. Không cần đâu. Chỗ này đường sâu, rất nhiều đường nhỏ, với lại có rất nhiều vách đá, dễ ẩn nấp. Có bộ văn kiện đó thật sự rơi vào tay kẻ địch rồi. Cất kỹ vali này. Ngày mai tôi xuống núi tìm các cậu. Dạ, đi đi. Đi. Đồng chí Trương, cô không hô báo cáo, chuông gió này hô giùm cô. Một trò cỏn con để đảm bảo an toàn. Giáo sư Bạch, ông đề cao cảnh giác quá rồi. Chuông gió này rất hiệu quả. Để tăng cường công tác giải mật mã của đặc vụ địch, cấp trên đã phê chuẩn giáo sư Bạch chính thức gia nhập tổ chuyên án 712. Là tín hiệu điện đài sóng ngắn di động. Alo, cho gặp trung đoàn trưởng Liêu. Trung đoàn trưởng Liêu, chỗ chúng tôi phát hiện manh mối mới. Một thời gian dài rồi vẫn chưa liên lạc được. Liên lạc thêm 15 phút nữa, rõ. Liên lạc không được thì lập tức rút lui, rõ. Giáo sư, tới rồi, lại đây. Ở phía đông bắc, phạm vi từ 7 tới 11 km có một điện đài di động đang hoạt động. Hỷ Tử, dạ, 7 tới 11 km thành đông, dẫn người của cậu qua đó, mau, dạ rõ. Có thể thu hẹp phạm vi hoặc làm nhiễu sóng không? Rút lui. Tư lệnh, có cần chờ thêm một chút nữa không? Chờ thêm quân cộng sẽ tới đó. Rõ, rút. Không ổn, tín hiệu đã bị mất, bọn họ rút lui. Thôi Khải, cũng may chúng ta đi sớm một bước, nếu không sẽ rơi vào tay quân cộng rồi. Tư lệnh sáng suốt. Nguyên Tư, trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng, phát hiện chuyện gì bất thường không? Không phát hiện, tốt. Tôi dẫn mấy người vào thành tuần tra. Trung đoàn trưởng, chúng ta có cần dựng rào chắn không? Dĩ nhiên. Hơn nữa cậu phái thêm mấy người dựng mấy trạm gác lưu động ở ngoài thành. Mấy ngày tới kẻ địch sẽ hành động. Nhớ kỹ, phát hiện kẻ địch phải bám theo, đừng đụng vào bọn họ. Thả dây dài câu cá lớn, rõ. Quay lại đi đường núi, rõ. Tư lệnh, tại sao không vào thành? Phát hiện được gì bất thường à? Bên phía thành Tây đều là nhà kho, rất ít dân cư. Tới đây để mua bán. Mua bán xong liền đi. Lúc này có rất nhiều người liếc ngang liếc dọc ngó qua ngó lại. Chắc chắn là người của quân cộng rồi. Vậy ý của tư lệnh là quân cộng đã phát hiện chúng ta rồi. Bọn họ có thể có phản ứng nhanh như vậy không? Thôi Khải, cậu đừng coi thường quân cộng. Chính những kẻ quê mùa như quân cộng đã lật đổ chính quyền Quốc Dân Đảng.
Thôi Khải, coi thường kẻ địch, coi chừng địch nó địch vô trong mặt đó, có hiểu chưa? Dạ, tôi sẽ nhớ lời dạy này. Đám quân còng đó không dễ đối phó đâu. Tín hiệu hôm nay rất yếu. Ở phía thành Tây, lệch về hướng Nam 25 độ, vẫn là điện đài hôm qua. Cho gặp Tôn Hỷ. Hỷ tử, ở phía thành Tây, đi mau. Mấy kẻ địch đáng chết đó, bọn họ muốn chơi trò mèo bắt chuột với tôi đây. Vậy hãy coi chuột chạy nhanh hay mèo của chúng ta chạy nhanh hơn. Đồng chí Liêu, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao điện đài đó mấy ngày nay hoạt động liên tục ở khu vực này? Hơn nữa dùng cùng một tần số không? Không phải chứng tỏ là kẻ địch đang hoạt động sao? Với lại bọn họ đang liên lạc với đồng bọn để thực hiện cái gọi là kế hoạch phá hoại. Ngốc quá. Cậu nghĩ đi. Nếu đây là kế hoạch phá hoại, tại sao đột nhiên không liên lạc được chứ? Hơn nữa còn dùng mật mã cấp cao để tăng độ bảo mật. Cậu nghĩ thử coi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kẻ địch vẫn đang bồn chồn. Giáo sư, tôi mạnh dạn nghĩ rằng có thể trong tay kẻ cướp văn kiện bí mật đó không có sổ mật mã để giải mật mã của văn kiện. Cậu hiểu rồi đó. Nếu trong tay bọn họ không có sổ mật mã thì sổ mật mã đang nằm trong tay người khác. Điều này rất bình thường mà. Theo kinh nghiệm của tôi, người của Quốc dân đảng không phải là những kẻ vô dụng. Bọn họ luôn nghi ngờ lẫn nhau. Bọn họ thường xuyên để sổ mật mã và văn kiện bí mật ở hai chỗ khác nhau. Một mặt để bọn họ kiểm soát nhau, mặt khác để bọn họ tăng thêm độ an toàn. Tốt quá rồi. Vậy chúng ta lại có cơ hội giành chiến thắng. Giáo sư, cảm ơn giáo sư. Ông là một thiên tài. Kế hoạch phản công trông cậy vào các cậu. Tín hiệu gọi của kẻ địch bị mất. Bọn họ không đạt được mục đích, chắc chắn sẽ gọi lại. Bọn quỷ quái đó, chỉ cần thò đầu ra, tôi sẽ bóp chặt cổ của bọn chúng. Minh Anh, còn sao vậy? Sao mặt mày ủ rũ? Có phải có chuyện buồn không? Nhớ anh Liêu của con phải không? Mẹ à, mẹ nghĩ một người, tại sao suốt ngày nhớ tới người khác? Ngày nào cũng muốn gặp anh ấy, không gặp được thì buồn. Mẹ nói coi rốt cuộc là tại sao? Mẹ là người từng trải, mẹ hiểu. Đây gọi là tình yêu. Tình yêu. Minh Anh của mẹ biết yêu rồi. Tình yêu. Mẹ, vậy có phải trước đây mẹ với cha ngày nào cũng như vậy không? Con nghĩ sao? Mẹ cũng xấu hổ à. Tư lệnh, thư mật. Dạo này sức khỏe của cha không tốt, không thể đi chuyến đi dài. Cảm ơn cậu nhiệt tình mời. Một lần nữa, coi tình hình sức khỏe của cha rồi tính. Đây là thư mật của anh Túc. Dịch ra có nghĩa là đặc phái viên đang bị thương nặng, chưa thích hợp đi được. Một tuần nữa, coi tình hình sức khỏe của đặc phái viên rồi mới ra quyết định. Lúc này Cừu Kiến Quân lại bồn chồn lo lắng. Rõ ràng đã nhận được thông tin Tắc Kè Bông đã tới nơi. Tại sao ba lần bảy lượt Tắc Kè Bông lại không đáp trả lại? Văn kiện bí mật ở trong tay anh ta, nhưng lại không có sổ mật mã nên không thể giải được. Điều này khiến anh ta rất lo lắng. Ngoài ra,
Cựu kiến quân có linh cảm, bên Đài Loan phái đặc phái viên tới không chỉ là để chỉ huy anh ta hoàn thành kế hoạch này, mà còn thực hiện kế hoạch quan trọng hơn. Sự sống chết của đặc phái viên là mấu chốt của hành động lần này. Nhưng bây giờ đặc phái viên đang trong tay quân cộng. Nghĩ tới đây, cựu kiến quân càng thấy lo lắng hơn. Sao rồi? Đã chuẩn bị xong, tư lệnh yên tâm. Nếu như chúng ta tính toán sai lầm thì tôi sẽ dùng chiêu bọn ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng. Chỉ cần Liêu Chí Cương dám tới đây thì tôi chắc chắn sẽ đánh hắn tơi tả, một đi không trở lại. Tốt. Giữ tính mạng của chúng ta là chuyện nhỏ, gây dựng sự nghiệp của đảng là chuyện lớn. Đi, rõ. Nhìn đi. Tư lệnh Cù, phó quan Thôi, đi. Tới rồi. Hỷ Tử, làm theo kế hoạch cũ, hành động thật nhanh. Rõ. Các anh em, đi. Xuất phát. Mau lên, bên này. Đi mau, đi mau. Đi. 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 Mau lên. Ẩn nấp. Liêu Chí Cương, đúng là người tính không bằng trời tính. Anh không ngờ tôi đã bố trí người mai phục phải không? Bây giờ thì anh chính là con rùa trong bình. Tôi nghĩ hôm nay anh có một cánh cũng khó bay khỏi đây. Liêu Chí Cương, anh tự tin quá rồi. Khinh địch dẫn theo quá ít người là điều cấm kỵ của binh gia. Anh dẫn theo mấy người tới đây giao chiến với chúng tôi, không phải là tự đưa cổ mình vào sợi dây thòng lọng sao? Liêu Chí Cương, nói gì đi chứ? Sao nãy giờ im lặng vậy? Sợ rồi phải không? Tôi khuyên các người, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, mau nộp vũ khí đầu hàng. Chúng tôi sẽ tốt với tù binh. Đừng có kêu quạt quạt giống như con vịt nữa. Trong lòng anh hiểu rõ, anh không giết được chúng tôi. Nếu không anh đã xuống đây lâu rồi. Anh đừng quên, trong chiến dịch Bình Tân, tôi dẫn một trung đội tiêu diệt một trung đoàn quân chính quy của Quốc Dân Đảng các anh. Đánh trận không cần nhiều người, tiêu diệt mấy tên lính tép riêu như các anh vốn dĩ chỉ cần mấy người thôi. Khoác lác quá. Liêu Chí Cương, nói tóm lại, bây giờ anh là con vịt đã được nấu chín, miệng cứng rồi. Nói anh nghe, kháng cự chắc chắn sẽ chết. Tôi biết quân nhân đảng Cộng sản các anh không thích làm tù binh. Chúng ta sẽ làm một cuộc giao dịch. Chỉ cần anh giao đặc phái viên của chúng tôi cho chúng tôi sẽ tha chết cho các anh. Có được không? Bớt nhảm. Kẻ bại trận như anh không xứng ra điều kiện với tôi. Ông bà ta nói rằng thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Trước đây Quốc Dân Đảng các anh có được thiên thời địa lợi, nhưng không có được nhân hòa, cho nên đã thua chúng tôi trên mọi mặt trận. Phải nói nữa, đám Hỷ Tử vẫn chưa tới. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, giao văn kiện bí mật. Tôi coi như anh nộp vũ khí đầu hàng,
sẽ được Đảng Cộng sản chúng tôi xử lý khoan hồng. Nếu như vẫn cố chống cự, chắc chắn sẽ chết. Kết cục sẽ rất thê thảm. Được, tôi muốn coi thử các người khiến chúng tôi chết thảm như thế nào. Thị tử đã bắt đầu tấn công. Theo kế hoạch ban đầu, tôi đi lấy văn kiện bí mật. Được. Bắn. Rút. Đi theo tôi. Rõ. Bảo vệ tư lệnh. Theo tôi. Mẹ nó, tới nhanh quá vậy. Đi. Mau lên. Mau. Tư lệnh, rút lui đi. Sống lên. Tư lệnh, rút lui đi. Rút. Không được động đậy. Giơ tay lên, tước súng. Trung đoàn trưởng, lấy được cái này. Cất kỹ cho tôi. Rõ. Hỷ tử. Dạ. Phái người dẫn hắn đi. Những người còn lại theo tôi. Được. Lý Bằng, dẫn hắn đi. Rõ. Đi mau. Những người còn lại theo tôi. Rõ. Phó quan thôi. Tư lệnh đâu? Đi rồi. Đi phía nào? Bên này. Mau. Bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Hẹn gặp lại. Giết hắn đi. Vô dụng. Người mà chúng ta muốn truy bắt tên là Tăng Tam.
là một kẻ phản bội hai tay dính đầy máu của đồng đội chúng ta. Bây giờ đã tìm ra chỗ ẩn nấp của hắn ở số 76 đường Hán Giang. Xin mọi người chú ý, kẻ này rất gian xảo, tàn nhẫn độc ác. Cấp trên ra lệnh, nếu không bắt sống được thì bắn chết tại chỗ, không được để hắn chạy thoát. Rõ. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại cho tôi. Mau. Mau đứng lại. Đứng lại. Nhanh lên. Đứng lại. Đứng yên, đứng yên. Thả con tôi xuống, bỏ ra, đứng yên. Lại gần tao bắn chết nó. Lùi lại. Đi. Tăng Tam. Đừng bắn. Anh làm gì vậy? Hắn đáng chết lâu rồi. Anh khốn kiếp. Thôi Khải, không phải cậu hứa với tôi chắc chắn thành công sao? Kết quả thế nào? Chúng ta trở thành bọ ngựa, quân cộng trở thành chim sẻ. Tôi vô dụng, chấp nhận một hình phạt. Tôi trừng phạt cậu có ích gì? Tôi bắn chết cậu, không lẽ thất bại và nỗi nhục nhã này biến mất sao? Nếu là như vậy, cậu đáng chết 100 lần. Tôi... Còn cậu nữa, giao văn kiện cho cậu. Cậu nên dùng tính mạng để bảo vệ nó. Cho dù có chết cũng không được làm mất văn kiện. Kết quả thế nào? Quân cộng không tốn chút sức lực nào đã đem văn kiện đi mất. Tôi thật sự không biết thứ nằm trên cổ cậu là đầu người hay đầu heo. Chúng ta đối đầu với Đảng Cộng sản đã nhiều năm, các cậu vẫn chưa hiểu bọn họ sao? Bọn họ vừa không sợ chết, vừa gian xảo, vừa nham hiểm. Chúng ta tự cho rằng kế hoạch này rất hoàn hảo, nhưng lại bị bọn họ phá vỡ. Chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Hôm nay, nếu anh Túc không phải người tiếp ứng, chúng ta đã bỏ mạng ở hẻm núi Hổ Gầm rồi. Thật là tồi tệ. Không những không làm xong nhiệm vụ, tôi còn nợ cục bảo mật một ân tình. Tư lệnh, chúng tôi xấu hổ. Trung đoàn 183, sư đoàn 131, khiêng vào trong. Khiêng vào đội y tế. Mọi người đi mau. Sát trùng trước đi. Nhanh lên. Chí Cường, sắc mặt không được tốt. Có chuyện gì à? Có chuyện lớn rồi. Sao vậy?
Sao vậy cái gì? Không có sao hết. Báo cáo tư lệnh, lập tức cầm bức thư này đem tới điểm liên lạc số 2 Diêu Gia Phố. Ngoài ra lập tức liên lạc với anh Túc, kêu anh Túc lấy lại văn kiện. Rõ. Giáo sư Bạch đâu? Giáo sư Bạch đang ở căng tin. Cái này tạm thời giao cho cô, đừng cho bất cứ ai coi. Văn kiện bí mật. Anh giỏi quá. Nhớ giữ kỹ. Tôi đi mời giáo sư Bạch tới đây. Yên tâm, cho dù nó có một cánh, tôi cũng không để nó bay. Ai? Chí Cương. Chí Cương. Anh sao vậy Chí Cương? Chí Cương tỉnh lại đi. Người đâu? Người đâu? Là cô à? Là tôi. Chị Hà. Chị Hà cứu em. Cô là ai? Anh Túc. Cấp trên của cô không nói với cô. Không được chạm tới giới hạn của tôi. Đặc biệt là không được làm Liêu Chí Cương bị thương. Xử lý chuyện của anh đi. Tôi chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu lần sau tôi nhìn thấy cô ra tay, tôi sẽ giết chết cô. Cút đi.